Vào sáng ngày 20 tháng 4, nhiều đoạn phim được chia sẻ trên các mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại một căn cứ quân sự Kansas của lực lượng huy động nhân dân của Iraq ở thành phố cổ Babylon, phía nam của thủ đô Baghdad. Lực lượng huy động nhân dân Iraq cho biết vụ nổ xảy ra tại sở chỉ huy của họ, gây thiệt hại vật chất và thương vong. Lực lượng này đang điều tra vụ việc và nguyên nhân chưa được xác nhận. Đội điều tra và cứu nạn ngay lập tức có mặt tại hiện trường sau vụ việc. Các nguồn tin tại bệnh viện ở thành phố Hila gần đó cho biết, một thành viên lực lượng huy động nhân dân Iraq thiệt mạng và 6 người bị thương nặng trong vụ nổ. Các phe phái trong lực lượng huy động nhân dân của Iraq nhiều tháng qua đã tham gia tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái và lực lượng Mỹ ở Iraq. Trong bối cảnh khi xảy ra chiến dịch Gaza của Israel, nhưng đã tạm dừng các cuộc tấn công kể từ đầu tháng 2. Hiện chưa có nhóm nào lập tức nhận trách nhiệm. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ Sencom cũng thông báo Cơ quan này không thực hiện cuộc không kích nào tại Iraq trong ngày và phủ nhận những báo cáo về việc lực lượng Mỹ tiến hành cuộc tấn công. Theo tờ New York Times dẫn một số ảnh vệ tinh cho thấy, Israel dường như đã tấn công chính xác vào căn cứ không quân Sekari của Iran sáng ngày 19 tháng 4. Vụ tấn công đã phá hủy radar, được sử dụng cho tổ hợp phòng không S-300. Radar thường được bao quanh bởi một số phương tiện, trong đó có bốn xe tải chở tên lửa. Trước cuộc tấn công, tên lửa được nhìn thấy ở vị trí cạnh radar. Sau vụ tấn công, các tên lửa đã được di chuyển và không rõ lý do tại sao. Ngoài ra, các khu vực khác của căn cứ không quân và sân bay lân cận cũng có vẻ không bị hư hại. Độ chính xác của cuộc tấn công sâu bên trong Iran và với một số địa điểm nhạy cảm gần đó cho thấy Israel đã chọn mục tiêu cụ thể và hẹp. Chỉ vài ngày sau vụ tấn công Israel, trong hôm 17 tháng 4, một cuộc duyệt binh của Iran đã giới thiệu hàng loạt vũ khí như máy bay không người lái UAV, tên lửa đạn đạo tầm xa và hệ thống phòng không. Theo Defense Block, kho vũ khí được Iran giới thiệu có hệ thống phòng không tầm xa mới được cải tiến, mang tên Bawa 373. Hệ thống tên lửa đất đối không này được ca ngợi có khả năng tấn công các mục tiêu trên không ở khoảng cách hơn 300 km, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Iran cũng đưa ra một tổ hợp Bagua 373 tiêu chuẩn, gồm hệ thống phóng thẳng đứng, hai radar phát hiện và dẫn bắn, tên lửa Sayyad-4 và trung tâm chỉ huy điều khiển. Theo Caspian News, trong cuộc duyệt binh, Iran còn trình làng các hệ thống phòng không tầm thấp nội địa như Majid và Zufiqua, cùng hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Damanvan và hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh Katam. Hàng chục loại UAV được sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát và chiến đấu như Kaman-22, hay Mohaz-6 cùng xe tăng, khẩu đội phòng không và các loại hệ thống tác chiến điện tử cũng được giới thiệu tại sự kiện. Việc Iran phô diễn vũ khí tiên tiến được cho là thông điệp rõ ràng về khả năng sẵn sàng ứng phó trước các mối đe dọa trong khu vực, mà đặc biệt là từ phía Israel. Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 19 tháng 4 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Joab Gallant để thảo luận về sự ổn định trong khu vực, cũng như cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel, phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Động thái diễn ra chưa đầy một ngày sau khi truyền thông phương Tây trích dẫn lời một số quan chức Israel và Mỹ tiết lộ. Tel Aviv đã thực hiện một vụ tập kích hạn chế bằng máy bay không người lái vào Isfahan, miền trung Iran vào sáng 19 tháng 4. Tuy nhiên, thông cáo mới của Bộ Quốc phòng Mỹ không đề cập đến vụ việc này. Trước đó, ông Austin hôm 18 tháng 4 cũng có một cuộc trò chuyện khác với ông Garland để bàn về những hành động gây mất ổn định trong khu vực Trung Đông của Tehran.